Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quan điểm làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội biện minh cho sự tồn tại của Đảng. Ngày 5 tháng 3, AFA tiếng Việt có bài bình luận Đảng soạn thảo văn kiện Đại hội 14 nỗ lực biện minh cho làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Tác giả đề cập đến phiên họp đầu tiên của tiểu ban văn kiện Đại hội 14 vào ngày 23 tháng 2. Tại đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định bốn kiên định đều xoay quanh ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin và Đảng cần phải biện minh, bảo vệ để duy trì chế độ toàn trị. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, bối cảnh phức tạp cả trên toàn cầu và trong nước hiện nay đã dẫn đến yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng ngăn chặn xu hướng tự diễn biến, tự chuyển hóa của quan chức chế độ. Sự biện minh này dựa trên quan điểm cho rằng sau khi mô hình Xô Viết sụp đổ thì chủ nghĩa xã hội đang tiếp tục như một làn sóng thứ ba tiếp nối mang tính lịch sử. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã đi tiên phong trong việc bảo vệ quan điểm về làn sóng thứ ba này. Tác giả nhắc đến hai bài viết của ông Trọng về chủ đề này, một là tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, đăng vào đầu năm 2024. Hai là một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đăng năm 2021. Tiêu đề bài viết đã phản ánh nội dung bên trong. Tác giả cho biết, liền ngay sau bài viết nêu trên của ông Trọng, trang điện tử của báo Nhân dân đăng bài Làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới tại Việt Nam của tiến sĩ Michael Pri, chủ tịch ban cố vấn khoa học của Viện Rosa Luxemburg thuộc đảng cánh tả Đức. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang cố biện minh cho quan điểm về làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội. Tiến sĩ Michael Pri cho rằng, đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm 1986 đã mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội, không chỉ ở Việt Nam. Việt Nam đã kết hợp thành công trong việc chuyển đổi sâu rộng về kinh tế, chính trị và xã hội với sự ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó rõ ràng đã trở thành một phần của phong trào lịch sử thế giới và có thể được coi là làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội. Tiến sĩ Michael Pri nhận định, chủ nghĩa xã hội hiện đại cùng tồn tại với chủ nghĩa tư bản hiện đại có lịch sử dài hơn 250 năm. Làn sóng đầu tiên ra đời trong thế kỷ 19 nhằm khắc phục những bất cập trong chủ nghĩa tư bản đang phát triển trên toàn cầu. Trong đó, chủ nghĩa Mác nổi lên với các phát thảo về quá trình chuyển đổi sang một xã hội hậu tư bản trong thực tế. Làn sóng thứ hai, theo tiến sĩ Michael Pri, bắt đầu sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Liên Xô đã thành lập phe xã hội chủ nghĩa và duy trì vị thế cạnh tranh với Hoa Kỳ và phương Tây. Trong suốt hơn 70 năm tồn tại, từng chứng tỏ khả năng là một ứng cử viên nghiêm túc chống lại chủ nghĩa tư bản. Nhưng chủ nghĩa xã hội đã không thể duy trì sự cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản. Hình ảnh Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa xã hội. Làn sóng thứ ba vẫn theo tiến sĩ Michael Pri, còn gọi là chủ nghĩa xã hội 3.0, hình thành sau khi hệ thống Xô Viết sụp đổ. Chủ nghĩa tư bản bành trướng ra thế giới và các nước như Việt Nam đã nắm bắt thời cơ, thu hút vốn tư bản để chuyển đổi nền kinh tế thị trường, để phát triển quốc gia mà vẫn duy trì chế độ toàn trị. Tác giả phân tích, cách tiếp cận của tiến sĩ Michael Pri về làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội chịu ảnh hưởng bởi một lập trường chính trị trung tâm giữa trung hữu và trung tả, được gọi là con đường thứ ba. Đây là sự kết hợp các chính sách tự do kinh tế và dân chủ xã hội của trung hữu với các chính sách xã hội trung tả. Nó hỗ trợ công việc thay vì phúc lợi đơn thuần, các chương trình đào tạo công việc, cơ hội, giáo dục, cung cấp cho người dân cái cần câu thay vì con cá. Con đường thứ ba tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa một hệ thống kinh tế ít can thiệp hơn theo trung hữu và chính sách chi tiêu dân chủ xã hội theo trung tả. Tuy nhiên, tác giả nhận xét trên con đường thứ ba thì chủ nghĩa xã hội từ trên xuống bị bác bỏ. Nhưng nội dung này bị những người ủng hộ quan điểm về làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội cố tình lờ đi để lập luận cho sự tồn tại của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Quan điểm về làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội biện minh cho sự tồn tại của Đảng. Bản chất lá mặt lá trái của Đảng. Ngày 4 tháng 3, blog Trần Đông A trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Phim ảnh và chỉ thị 24, xã hội phân mảng trong chính thể lá mặt, lá trái.
Theo đó, chỉ thị 24 là chủ trương không mấy minh bạch về quá trình ngăn chặn dân chủ hóa Việt Nam, nhưng dậy sóng về sự phát hiện ra nó cũng chẳng làm cho Mỹ và phương Tây nản lòng trong việc thúc đẩy các mối bang giao chiến lược với Hà Nội. Tác giả cho biết, ngồi bất kỳ các quán cà phê Hà Nội nào vào những ngày này, vào giờ đông khách, câu chuyện đều râm ran quay quanh hai chủ đề: phim, đào, phở và piano cùng với chỉ thị 24. Hai chủ đề thật ra chẳng liên quan gì đến nhau, thời gian xuất hiện cũng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nhưng lại dẫn tới những rối loạn nhân cách của xã hội và phần nào gây ra sự rạn vỡ trong nền chính trị chuyên chế. Về phim Đào, Phở và Piano, tác giả đánh giá là sản phẩm điện ảnh của thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy phim này gặt hái được một ít về thương mại, nhưng tiến sĩ Nguyễn Phương Mai từ Sydney bình luận, nó bị chê bai không ngớt do tính giả trân như sân khấu kịch, non tay về kỹ xảo và gượng ép về kịch bản. Hình ảnh bài trên blog Trần Đông A, VOA. Còn về chỉ thị số 24, tác giả cho rằng đây lại là câu chuyện nói về một tài liệu mật của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư ký và ban hành cách đây hơn 8 tháng. Đánh giá về tổng thể, chỉ thị 24 nói lên não trạng lá mặt lá trái quen thuộc xưa nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tác giả, nội dung chỉ thị là nhằm chấm dứt các ảnh hưởng của nước ngoài vào quá trình hoạch định chính sách, ngăn chặn các tổ chức nước ngoài và Việt Nam tăng cường sử dụng hợp tác quốc tế như một phương tiện để thúc đẩy xã hội dân sự và các nhóm chính trị đối lập trong nước. Tác giả dẫn quan điểm của Minh Đức bình luận trên VOA rằng chỉ thị 24 được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đàn áp mạnh tay các nhà hoạt động, giới bất đồng chính kiến và xã hội dân sự. Một chiến dịch bắt đầu từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền vào năm 2016. Tác giả cũng dẫn một tờ báo Pháp ngày 2 tháng 3 nhận xét chỉ thị 24 thực chất là một bản sao nguyên mẫu từ chỉ thị số 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói về các nguy cơ mỗi khi các nước cộng sản còn rơi rớt lại, buộc phải hội nhập, mở cửa và làm ăn với phương Tây vì sự sinh tồn. Tác giả dẫn nhận định của giới thạo tin nội chính trong nước khẳng định cái gọi là chỉ thị mật 24 chẳng có nội dung gì là mật cả. Từ trung ương xuống tới các tỉnh thành, mọi đảng viên đều đã được quán triệt văn bản này từ mùa hè năm 2023. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm nhằm nâng cấp quan hệ ngoại giao. Mục tiêu tối hậu của chỉ thị số 24 là đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, được các giám đốc công an mỗi tỉnh đích thân phổ biến chỉ đạo học tập. Tác giả nhận xét, càng hợp tác sâu rộng với thế giới dân chủ, đảng càng lo sợ dân chúng sẽ có những giác ngộ mới, nhu cầu mới đối với dân chủ, nhân quyền và tôn giáo. Cho nên đảng đã quyết định đánh chặn trước bằng chỉ thị 24. Điều này đảng thấy không cần phải giấu giếm, còn Mỹ cùng các nước phương Tây cũng chấp nhận vì những lợi ích chiến lược của họ. Tác giả phân tích, việc lôi cuốn dân chúng, nhất là thế hệ trẻ, vào các cuộc tranh luận về phim ảnh, nghệ thuật hay các trò tiêu khiển khác cũng là một trong những thủ pháp để đảng phân tâm xã hội. Những người chê phim chống Pháp bị dư luận viên của đảng chửi bằng những diễn ngôn thời chống Mỹ cứu nước và chống ngụy quân ngụy quyền là một trò tiêu khiển nguy hiểm. Tệ hại hơn nữa, sự chửi bới đó phần lớn đến từ giới trẻ. Nó cho thấy công cuộc hòa hợp, hòa giải dân tộc không những còn dang dở với các thế hệ đi trước, mà di chứng đã kịp di truyền đến các thế hệ hôm nay. Nhưng vẫn theo tác giả, một xã hội phân mảnh và chia rẽ như vậy là có lợi cho đảng, vì dân chúng không quên mài sắc căm thù đối với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vốn là những đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trong sự nghiệp cứu nền kinh tế đang tuột dốc và ngăn cản Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Đây chính là một thuộc tính lá mặt lá trái trong chính sách của đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bản chất lá mặt lá trái của đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d